Ngày 22 tháng 11, Văn Hậu chia sẻ những hình ảnh đầu tiên từ khi phẫu thuật đầu gối. Hậu vệ quê Thái Bình hiện vẫn được chăm sóc tại Bệnh viện Thể thao Sojang, Seoul. Anh đã có thể tự đi lại bằng nạn để thực hiện vệ sinh cá nhân. Đây thực sự là quãng thời gian khó khăn, nhưng tôi tin sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Trong bóng đá và cuộc sống, mọi thứ đều có thể xảy ra và có lý do. Quan trọng là luôn phải giữ vững phong độ, dù ở đỉnh cao hay khó khăn. Với sự ủng hộ của mọi người, đặc biệt là gia đình, Tôi sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách phía trước, Văn Hậu chia sẻ. Văn Hậu dự kiến ở lại Hàn Quốc 2 đến 3 tháng để điều trị phục hồi sau phẫu thuật. Toàn bộ chi phí chữa trị cho hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội do liên đoàn bóng đá Việt Nam chi trả. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh có thể tập luyện trở lại sau 4 tháng. Văn Hậu gặp vấn đề với đầu gối từ khi khoác áo câu lạc bộ Herenven Hà Lan sau khi về nước tháng 8 năm 2020, anh tái phát chấn thương chỉ thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội hai trận cuối tại V-League 2020 và phải làm phẫu thuật tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2020. Dù vậy, chấn thương sau đó tiếp tục hành hạ hậu vệ người Thái Bình, khiến anh phải sang Hàn Quốc phẫu thuật lần nữa để điều trị dứt điểm. Văn hậu lỡ hai giải đấu quan trọng của tuyển Việt Nam là vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020. Trong những trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Hồng Duy thay vị trí của anh bên hành lang cánh trái.